Sẽ thật khó nếu cậu muốn bảo vệ Hermès mà chỉ có âm thầm một mình như vậy. Mình sẽ không để Phong phải một mình nữa đâu. Nếu Phong có mệt mỏi thì hãy chia sẻ với mình đi. Anh nhìn vậy mà kép bộ hình thời trang luôn. Mọi người quay trở về rồi hả? Hermès cần chúng ta. Chúng ta phải tự mình quyết định số phận của Hermès. Ở Việt Nam chỉ có duy nhất Hermès là tạp chí được chụp ảnh bìa phỏng vấn với ca sĩ Choi Siwon thôi. Mọi người rủ rê nhau hay sao mà quay trở lại cùng một lúc vậy? Sao Phong toàn tặng đồ lạnh không vậy? Chúng ta sắp đến một đời rất là lạnh đó. Bây giờ mình đang ra sân bay, bay qua châu Âu để mà đi ngắm tuyết đúng không hả? Thưởng cho một miếng. Ngon quá đi. Như vậy đã ấm hơn chưa?